Mẹ ơi, vợ con đang có bầu mà mẹ. Có bầu với bộ sụi bại gì hay sao mà làm công chuyện không được? Anh, em làm được mà. Con không hiểu mày đang làm gì luôn á. Không hiểu á thì phải ngồi đó nghe, trả lời sẵn sẵn hà. Nhà này phong tục từ hồi trước tới bây giờ như vậy rồi. Phong tục cái gì mà phong tục mẹ, bây giờ là thời đại 4.0 rồi. Mẹ dẹp mình có mấy cái phong tục đó đi. Vợ con nó đang bầu bì kìa mẹ không thấy hả? Mẹ không thương vợ con phải thương cháu chứ mẹ. 4.0 rồi sao? Lao cho khô giùm cái. Rồi cổng tôi vô trong buồng của hai người đó. Rồi cổng ra đây. Mẹ ơi, vợ con nó đang bầu bì vậy nè. Mà mẹ kêu nó cổng thì sao nó cổng được mẹ? Con có đồng ý đâu. Mẹ ơi, bụng của con to dữ lắm rồi. Nếu mà làm vậy khó cho con lắm. Khó cũng phải làm. Khó bây giờ thì mai mốt mới dễ. Muốn cho mẹ con hòa thuận, vui vẻ, sau này mẹ chồng con dâu không có bất hòa thì phải ráng mà làm. Mẹ à, vui vẻ hòa thuận thì nó có liên quan gì đâu. Miễn là mẹ với con, với vợ con nó vui vẻ là được rồi. Mẹ mà làm vậy con không có chịu đâu. Cổng. Mẹ.